xin mở hộp chai nước hoa vật sát xì Pure Flame Điều Blend Lu của nữ hồng hàng tester các bạn ha. Hàng tester thì nó không khác gì so với hàng chính hãng nguyên siêu, nó chỉ khác ở cái hộp hàng tester nó chỉ là một hàng cặp, hộp cặp tông bình thường các bạn ha. Thì ở trên cái hộp nó sẽ ghi là tên của hãng này, dòng nước hoa này, tên nước hoa này, cái hiệu nước hoa này, và đây là hàng Eau de Parfum các bạn ha. Hàng tester, đây là cái mã code để bạn kiểm tra. Đây là cái số hiệu của chai nước hoa 2019904. Rồi, phía sau lưng này nó có chữ not for sale, tức là hàng không bán. Cái hàng này thường được các hãng trưng bày trong các trung tâm thương mại, các quầy bán nước hoa để khách hàng dùng thử. Cái hàng này được dân chơi nước hoa rất thích và rất hay săn lùng để xài. Do cái hộp nó không được đẹp nên người ta mua về xài là chính, chứ ít khi người ta mua tặng. Thì mình đang mở hộp cho bạn xem đây ha. Thì bên trong của nó cũng có cái chữ nó for sale các bạn nhé. Cái chai này mở khá đặc biệt các bạn đây. Chai rất là đẹp, giống như hình cây đèn cày các bạn. Rồi, mở ra ha. Đây là chai nước hoa Versace Pure Flame de Memlo của nữ, rất là đẹp các bạn. Mình là nam mà mình nhìn cái chai này mình còn mê nữa. Đây, đây các bạn ơi. Rồi, phía cái đít của nó, đây, Eau de Parfum hàng tester not for sale, và đây là cái hiệu, cái mã hiệu chai nước hoa mà mình vừa đọc cho các bạn vừa nãy trên cái hộp á. Đây, đây các bạn, 2019904, 2019904. Đây các bạn ha. Rồi, để xem mã nắp các bạn. Wow. Đi nem lu các bạn nhé. Versace, mùi rất là thơm các bạn. Mình mới xịt thử trên tay mình trước khi mình bắt hộp này, mùi rất là thơm. Các bạn nữ nào văn phòng xài mùi này là hết bài luôn, thật cực kỳ, rất là quyến rũ. Mình thì ít đặt các thành phần nước hoa đấy, mình chỉ xịt mình cảm giác nó thơm hay không thơm, hay nó phù hợp cho không hoàn cảnh nào thôi. Thì cái mùi này theo mình đánh giá là hợp cho tất cả các bốn mùa này các bạn, dùng trên dân văn phòng lâu lâu đi chơi vẫn được. Mùi nó khá thơm và khá đặc biệt đó các bạn ơi. Rồi, từ cái chai nước hoa này mình phải đi giao cho khách, khách người đang hối nên mình chỉ làm một vài nhỏ và thấy không, này chữ tester này rất là sắc nét các bạn nhé. Tôi video nhỏ để giới thiệu cho các bạn những chai nước hoa bị lem lu này. Và theo mình nghĩ ngoài dòng By Crystal thì dòng bị lem này rất đáng để chị em chúng ta thử, rất là trong mùa Tết này các bạn nhé. Rất thơm, rất đẹp, để trưng trên bàn trang điểm thôi cũng rất là đẹp rồi. Đây các bạn ha. Đó. Wow. Rồi, mình sẽ kết thúc video đây các bạn nhé.